Kính thưa quý khán giả, vừa qua Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận 8 ra mắt mô hình điểm dừng chân cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm xe công nghệ tại địa chỉ số 713 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8. Đến tham dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Tính, giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng với hơn 50 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm xe công nghệ trên địa bàn quận. Điểm dừng chân được bố trí với không gian thoáng mát, có cây xanh, chỗ đậu xe, nhà vệ sinh, có ghế ngồi và được miễn phí trà đá, wifi, sạc điện thoại cho các anh chị tài xế dừng chân nghỉ ngơi sau những giờ chạy xe. Ngoài ra, điểm dừng chân tại nơi đây còn trang bị các ổ cắm sạc dành cho xe điện với mức giá ưu đãi cho đoàn viên nghiệp đoàn trên địa bàn quận 8 cũng như các nghiệp đoàn xe công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ ra mắt, Liên đoàn Lao động quận 8 đã kết nạp thêm 15 anh chị là tài xế xe công nghệ xanh SM, tham gia vào nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận 8 và chăm lo phần quà 300.000 đồng mỗi người đến các anh chị đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến đây, nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận 8 đã có 145 đoàn viên. Một ngày thì anh em tụi mình có thể chạy xe từ 8 tới 12 tiếng. Anh em hay nghỉ ngơi ở những cái quán gian đường hoặc là công viên, đó hoặc là máy hiên của nhà dân. Mình cảm thấy rất là thú, vui là tại vì sẽ có những cái nơi để anh em mình sạc điện thoại hay là sạc pin cho xe. Đó, ngoài ra còn được nghỉ ngơi trong thời gian để hoạt động kế tiếp. Cái mô hình này thật ra mình rất mong nó phát triển nhiều hơn nữa ở trong quận và những nơi khác. Đây là điểm dừng chân thứ 10 được thành lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình điểm dừng chân là một trong những chương trình nâng cao phúc lợi cho đội ngũ đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm và xe công nghệ mà Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến nhằm góp phần tạo nên một môi trường làm việc sinh hoạt tốt hơn cho các anh chị tài xế. Từ nay đến cuối năm 2024, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phối hợp ra mắt thêm hai điểm dừng chân ở quận Tân Phú và quận 10.